Xin chào mọi người, mình là Trần. Xin chào anh chị, mình là Trần Minh Trọng đến từ nhóm của mình, và nhóm mình sẽ làm về web với chủ đề đó là review quán cà phê Hà Nội. Web của mình có tên là Be My Coffee. Thì ý tưởng tạo ra cái web này là vì mình là một người rất hay đi cà phê và thường xuyên đi cà phê, nhưng mà mình không tìm được những quán theo yêu cầu của mình, như kiểu là nên là mình muốn hướng tới những khách hàng họ muốn cũng giống mình, hoặc là khách du lịch, người ta muốn tìm những quán cà phê theo yêu cầu của mình, như là người ta muốn tìm về địa điểm hoặc là style quán, hoặc là vì mục đích khi người ta đi cà phê là để làm gì, đơn giản là tìm tên thôi, để tìm địa chỉ thôi, đúng không? Thì quán có thể giải quyết vấn đề cho khách hàng, và cũng có thể giải quyết vấn đề về marketing cho những chủ quán mà mới mở quán và khách chưa biết đến nhiều, thì người ta có thể thông qua bên mình để review về quán cà phê. Và bây giờ để hiểu hơn về tính năng của web mình thì mọi người đi vào chi tiết, thì đây là tổng quan trang chủ của bọn mình. Sẽ có header, đấy là có logo của quán này, đây là thanh sức, đây là slide về ảnh, sẽ có ảnh những quán nổi bật trong tuần đấy. Ở đây sẽ là một Scandinavian, đấy là một loại style, một style của những quán cà phê. Thì đây sẽ là những quán nổi bật của loại đấy. Cái này thì bọn mình sẽ cập nhật trong tuần, và đây là những quán theo phong cách là vintage style đấy. Thì mỗi tuần thì bọn mình sẽ cập nhật một style, một vài loại style và những quán nổi bật được đánh giá cao trong tuần. Đây là footer để khách hàng có thể liên hệ bên mình, hoặc là những chủ quán cà phê có thể liên hệ bọn mình để review và hiểu hơn về web. Mọi người có thể dùng như một người khách vào thông quan và chỉ đơn giản là tìm quán cà phê theo yêu cầu của mình thôi, nhưng mà để tối ưu hóa tính năng và chạy những khách hàng thì bọn mình sẽ có một chức năng, đấy là đăng nhập. Đây là mình là một người chưa có tài khoản nhé. Sẽ là mình tại vì mình nhập chưa đúng mật khẩu cho nên là người ta sẽ không cho, là chưa đúng kiểu của mail. Đây là vì mình nhập không đúng password nên là mọi người nhớ lưu ý khi nhập thì khi xác nhận password mọi người phải nhập đúng nhé. Ở đây người ta bảo là cái email này đã tồn tại rồi, tại vì mình đã đăng ký cái email này rồi, mình sẽ phải dùng một cái email khác của bạn mình. Mình sẽ đăng ký nhé. Đấy, đã ok rồi. Và bây giờ mình sẽ đăng nhập bằng cái rồi, bây giờ mình đã đăng nhập thành công. Thì về trang chủ thì mình đã giới thiệu qua mọi người rồi, đúng không? Từ trang chủ thì mọi người ví dụ xem quán này ok, mình có thể vào detail đấy. Nhưng mà ví dụ mình muốn tìm một quán ở Ba Đình và style vintage đi, và mình muốn take a photo,
mình muốn đi để chụp ảnh ấy. Đấy, thì đấy, ở đây người ta sẽ ra từng quán là có ba quán này, kẻ cà phê Atination được tầm. Quay trở lại trang chủ nhé, ví dụ mình muốn tìm một quán thì nó sẽ hiện ra cho mình quán Zucoppa theo tên. Thế đơn giản mình muốn xem tất cả những quán cà phê thì mình chỉ cần ấn search thôi thì nó sẽ hiện ra tất cả những quán cà phê có Style, Vintage, Carnival, Tropical là nhiệt đới, Modern hiện đại là những quán công nghiệp, những quán có chuỗi lớn như là Coffee House, Highland hay là Laika đúng không? Bây giờ mình sẽ đi vào detail mỗi quán nhé. Không nói lăn man nữa. Gusto Coffee đi. Khi vào detail quán thì mọi người sẽ xem được tên này, location này, style quán này, thời gian mở cửa, giá, wifi, phone và một check review về quán. Ở đây thì mình có một cái slide đấy, mình có thể xem một vài ảnh về quán. Khi vào quán khi vào đi theo từng quán thì mọi người có thể nghe nhạc đúng không? Thì nhạc này nó sẽ cảm cho mọi người cảm nhận được cái khóc mình như là đang ở không gian của quán cà phê. Mỗi quán nó có một bài hát riêng phù hợp với phong cách và không gian quán. À, ví dụ mọi người đến rồi đúng không? Mọi người cảm thấy quán này ok và đánh giá 5 sao và comment là quán này ok. Đấy, thì tài khoản của mình đấy đã comment đấy là quán này ok. Mình chỉ có một lần này không gian rất tuyệt vời. Đấy, mình có thể comment để cho người khác xem đúng không? Hoặc bây giờ mọi người thích, mọi người muốn lưu quán này cho cái cho mình để mình có thể ví dụ mình quên thì chỉ đi hôm nào mình mở lại tìm cách dễ dàng hơn, mình có thể ấn lưu và mọi người vào favorite thì mọi người có thể xem cái quán mình đã yêu thích. Đấy, mình có một cái mục yêu thích và mọi người đây vào xem lại quán. Đấy. Thì những tính năng cơ bản của quán là như vậy mọi người. À, mình có trang Facebook và Insta của quán đây, mọi người có thể xem. Thực ra thì cái anh chủ của cái trang web này là một người quen của mình nên là mình làm xung quanh đấy. Tại vì mình thấy review ở trên Facebook thì nó có những giới hạn của nó, người dùng không thể tối ưu được tính năng, cho nên mình làm ra cái web này để giúp mọi người có thể thuận tiện hơn trong việc tìm một quán cà phê yêu thích. Và đấy là tổng quan về web của bọn mình. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Và thuyết trình của mình đến đây là kết thúc.